Kính chào quý khán giả, mời quý vị đến với bản tin Văn hóa Việt ngày 20 tháng 3 năm 2024 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Cao nguyên Mộc Châu, tỉnh Sơn La những ngày này đặc biệt hấp dẫn với những cung đường hoa ban trắng muốt đầy thơ mộng. Họa sĩ Phan Ngọc Khuê tổ chức triển lãm tranh truyện hàng trống với 40 bức tranh về những tích truyện cổ. Nhiều năm qua, tỉnh Quảng Bình đã đưa nghệ thuật bài chòi vào các tiết học ngoại khóa của nhiều trường học. Quý vị, trong thời gian diễn ra sự kiện khai mạc năm du lịch quốc gia Điện Biên và lễ hội Hoa Ban năm 2024, lượng khách đến Điện Biên đạt trên 80.000 lượt, trong đó có 725 lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 140 tỷ đồng, góp phần tăng thu ngân sách, phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng như tạo đà để du lịch Điện Biên cất cánh. Quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ luôn là địa chỉ đỏ thu hút du khách đến với Điện Biên, trong đó chủ yếu là các di tích đồi A1, hầm The Castry, sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ. Đặc biệt trong hai ngày 16 và 17 tháng 3, hơn 15.000 lượt du khách đã đến tham quan các điểm di tích chiến trường Điện Biên Phủ. Dù đối với người lần đầu tiên hay đã nhiều lần đến với Điện Biên, với họ khi đặt chân đến các di tích đều để lại cảm xúc khó quên. Cùng với các điểm di tích, bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ với bức tranh panorama chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn là điểm hấp dẫn với du khách. Trong 3 ngày 15 đến 17 tháng 3, bảo tàng đã đón hơn 12.000 lượt khách tham quan. Ngoài các di tích lịch sử, với việc tổ chức không gian văn hóa các dân tộc đa dạng sắc màu, cùng các hoạt động trình diễn những di sản văn hóa, các hoạt động trải nghiệm đặc sắc đã tạo nên sức hút lớn với Điện Biên, hứa hẹn sẽ còn thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến với mảnh đất này, đặc biệt là trong năm du lịch quốc gia 2024, kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Trên cung đường du khách đến với năm du lịch quốc gia và lễ hội Hoa Ban, màu trắng của loài hoa này đã phủ khắp núi rừng. Và cao nguyên Mộc Châu, tỉnh Sơn La những ngày này đặc biệt hấp dẫn các tour du lịch bởi vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ của cảnh sắc thiên nhiên, mà điểm nhấn chính là những cung đường hoa ban trắng muốt đầy thơ mộng. Từ các bản làng xa xôi đến những dãy phố sầm uất ở trung tâm thị trấn Mộc Châu, đầu đầu du khách cũng có thể thấy hoa ban hiện hữu. Hoa ban có nhiều sắc màu như tím nhạt, trắng, đỏ, nhưng phổ biến nhất vẫn là màu trắng. Trên nền trời trong xanh, hoa ban càng nổi bật những cánh trắng hồng e ấp. Hòa cùng vẻ đẹp của hoa ban trong những ngày tháng 3 trên cao nguyên Mộc Châu, nhiều du khách đã chọn cho mình những bộ trang phục truyền thống để lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ bên loài hoa diệu kỳ này. Đoàn chúng tôi lần thứ 2 đến Mộc Châu và chúng tôi thấy là mà thời tiết ở Mộc Châu rất là đẹp, khung cảnh cũng đẹp, tuyệt vời. Và những cánh hoa ban thì trắng xóa, chúng tôi rất là thích khung cảnh ở đây. Cung đường của chúng tôi đi từ Thanh Hóa lên đến Mộc Châu thì cung đường là rất là hai bên rất là nhiều hoa ban trắng, nở rất là đẹp. Cứ mỗi khi dịp vào tháng 3 thì là đoàn chúng tôi lại cứ muốn đến ở Mộc Châu để mà được đi ngắm cảnh của thiên nhiên. Cảnh ở đây là rất là hùng vĩ, đẹp, rất là yêu mến. Thấy mọi người chia sẻ hình ảnh hoa ban rất đẹp trên Facebook, Zalo, tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, chị Hoàng Thị Ly ở thành phố Cao Bằng đã cùng với nhóm bạn rủ nhau lên Mộc Châu trải nghiệm. Đoàn tôi đến du lịch ở Mộc Châu vào tháng 3 này đúng đợt thời tiết rất là đẹp. Và tôi thấy Mộc Châu khung cảnh ở đây rất là thiên nhiên và mọi thứ rất là không khí trong lành, mát mẻ. Mùa này thực sự là phù hợp để mà đi du lịch gia đình và bạn bè. Và tôi thấy là người dân ở Mộc Châu rất là hiếu khách, mến khách và thân thiện. Mang trong mình vẻ đẹp đặc trưng rất riêng, sắc ban trắng tinh khôi luôn đem đến một cảm giác lãng mạn, yên bình. Ban nở trắng, những sườn đồi,
ban đẹp nao lòng du khách bên những cung đường và trên từng góc phố. Hình ảnh tuyệt đẹp ấy như lời mời gọi du khách đến với khu du lịch quốc gia Mộc Châu, điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới. Với 40 bức tranh thuộc 10 bộ tranh truyện hàng chống sáng tạo từ thế kỷ 19 do họa sĩ Phan Ngọc Khuê, nhà nghiên cứu nghệ thuật các dân tộc Việt Nam sưu tầm đã được giới thiệu tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam mới đây. Chia sẻ tại buổi triển lãm, họa sĩ Phan Ngọc Khuê, người từng nhiều năm công tác trong Hội văn nghệ dân gian Việt Nam và Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cho biết, tranh hàng chống là một trong những dòng tranh dân gian độc đáo, mang đậm dấu ấn văn hiến của Thăng Long, Hà Nội, vốn di sản quý báu của dân tộc Việt Nam. Tranh hàng chống đã có niên sử cách đây hàng trăm năm. Tất cả các công đoạn tạo nên bức tranh đều phải được thực hiện cẩn thận, tỉ mỉ và khéo léo để đạt được chất lượng cao. Triển lãm tranh truyện hàng chống là hoạt động ý nghĩa diễn ra trong tháng tôn vinh những người phụ nữ và mang thông điệp mạnh mẽ về bảo tồn và phát huy tranh hàng chống, một trong những dòng tranh dân gian độc đáo mang đậm dấu ấn văn hiến ngàn đời của Thăng Long Hà Nội, vốn di sản quý báu của dân tộc Việt Nam. Tranh hàng chống được chia thành nhiều loại như tranh thờ, tranh sinh hoạt, thiên nhiên, tranh truyện, tranh Tết. Trong đó, tranh truyện được vẽ theo các tích truyện cổ. Điểm nhấn của những bức tranh trong bộ sưu tập tranh truyện hàng chống tại triển lãm chính là giá trị thẩm mỹ, sự tinh tế của kỹ thuật in khắc gỗ, kỹ thuật pha màu và đặc biệt kết tinh giá trị văn hóa và bản sắc văn hóa độc đáo của người Kinh kỳ xưa. Triển lãm tranh truyện hàng chống diễn ra từ ngày 18 đến 31 tháng 3 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, số 36 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Mới đây, Eric đã chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc Yêu Bền Bỉ kết hợp cùng nam rapper Freaky. Eric dành tặng người hâm mộ sáng tác mới lấy chủ đề tình mẫu tử đầy ý nghĩa và gần gũi trong cuộc sống đời thường. Với kịch bản đơn giản nhưng khai thác những khoảnh khắc cảm động trong tình mẫu tử, MV đã thật sự chạm đến trái tim khán giả và nhắc nhớ về bao điều giản đơn, thiêng liêng mà chúng ta đã vô tình quên lãng. Được biết, MV Yêu Bền Bỉ chính là sản phẩm âm nhạc mà Eric đồng hành cùng Benny thực hiện trong chiến dịch cùng tên Yêu Bền Bỉ của thương hiệu. Qua MV này, thương hiệu không chỉ tôn vinh tình cảm mẫu tử thiêng liêng mà còn muốn gửi lời cảm ơn đến người tiêu dùng rằng Benny cảm ơn bạn đã luôn đồng hành bền bỉ cùng thương hiệu từ những ngày đầu ra mắt. Tình cảm của người tiêu dùng dành cho Benny cũng giống như tình cảm của người mẹ dành cho con của mình, luôn bền bỉ theo năm tháng. Thưa quý vị, nghệ thuật bài chòi là trò chơi dân gian mang đậm truyền thống và gắn kết tình cộng đồng, làng xã. Tại Quảng Bình, nhiều năm gần đây, loại hình nghệ thuật này đã được đưa vào các tiết học ngoại khóa của nhiều trường học trên địa bàn, đã thu hút được sự tham gia, hưởng ứng của nhiều em học sinh. Để hát được bài chòi như thế này, các em học sinh của trường Đào Duy Từ, thành phố Đồng Hới đã phải mất hàng năm trời tham gia tìm hiểu qua sự giới thiệu của các thầy cô trong trường. Không chỉ hát, các em còn gõ phách rất đúng điệu và nhịp nhàng. Con rất là thích tham gia các cái hoạt động ngoại khóa và đặc biệt là các hoạt động ngoại khóa có liên quan đến các cái làn điệu hay là các cái điệu liên quan đến dân gian và dân ca. Và điều đó thì giúp con có thêm được tình yêu với quê hương đất nước cũng như là hiểu rõ hơn về các làn điệu dân ca hay là những điệu về dân gian của lịch sử Quảng Bình. Thì con rất là thấy hứng thú bởi vì con được tìm hiểu thêm về những làn điệu nghệ thuật mới, được tìm hiểu sâu về những việc mà ông cha ta đã tạo dựng nên, tại vì những thứ to lớn sẽ xuất phát từ những điều nhỏ nhất, nên con rất hứng thú khi được tìm hiểu cũng như là biết thêm về bài chòi. Nghệ thuật bài chòi Trung Bộ Việt Nam là loại hình nghệ thuật đa dạng, kết hợp âm nhạc, thơ ca và diễn xuất, hội họa, đã được UNESCO vinh danh tại danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2017. Và trong vài năm trở lại đây, loại hình này đã được gần 20 trường học tại Quảng Bình lựa chọn cho tiết học ngoại khóa, tham gia thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh và dùng để trình diễn văn nghệ. Vừa rồi thì trường chúng tôi đã tổ chức một cái chương trình ngoại khóa với cái chủ đề nghệ thuật bài chòi Quảng Bình với học sinh trung học phổ thông, và chúng tôi đã thấy được cái hiệu ứng rất tốt, học sinh đã thích thú và hiểu biết sâu sắc hơn về những cái giá trị văn hóa truyền thống của quê hương. Trong thời gian tới thì những hoạt động này sẽ tiếp tục duy trì và phát huy, và phòng cũng đã chỉ đạo các nhà trường đẩy mạnh hơn nữa việc
đưa các văn hóa dân gian vào trong các hoạt động trải nghiệm của học sinh, của nhà trường. Tại Quảng Bình, hội bài chòi được duy trì và tổ chức thu hút đông đảo người dân tham gia, hưởng ứng và trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong các dịp lễ hội. Việc đưa văn hóa bài chòi vào trong các trường học tại Quảng Bình đang góp phần giữ gìn di sản, đồng thời lan tỏa ngọn lửa đam mê đến với các bạn trẻ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Văn hóa Việt hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.